Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Toàn cảnh siêu đám cưới Công Phượng ở Phú Quốc, cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn nồng cháy, hội soái ca, sân cỏ, dự đám cưới cũng gây sốt. Vào chiều ngày 18 tháng 11, Công Phượng và Viên Minh chính thức tổ chức hôn lễ cực lãng mạn trên bãi biển Phú Quốc. Sau khi đáp chuyến bay tới Phú Quốc vào chiều ngày 18 tháng 11, Công Phượng và Viên Minh đang tổ chức đám cưới cổ tích ngay trên bãi biển suốt từ khuya đến rạng sáng nay. Người trong ekip đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi thứ đều được sắp xếp sẵn sàng chờ đón tân nàng và tân nương. Siêu đám cưới của Công Phượng và Viên Minh tại Phú Quốc còn có sự góp mặt của dàn cầu thủ đình đám gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, Tiến Ninh, Hồng Duy, Quang Hải, gia đình Tiến Dũng, Khánh Ninh, v.v. Nhiều người dự đoán sẽ có một lễ thành hôn tựa cổ tích mang tên Công Phượng và Viên Minh ngay tại bờ biển xinh đẹp này. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những diễn biến trong hôn lễ tại đây. Khách mời hào hứng khoe ảnh hết mình cùng cô dâu chú rể sau khi Công Phượng và Viên Minh trao cho nhau nụ hôn cùng lời hẹn ước. Dàn cầu thủ chia sẻ trên trang cá nhân loạt khoảnh khắc tại hôn lễ. Tiến Dũng dẫn theo vợ và con gái, bộ ba Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Đoàn Văn Hậu đọ bộ ảnh bao trong một khung hình. Gia đình Tiến Dũng và Khánh Ninh rạng rỡ đi đám cưới đàn em Công Phượng. Dàn nam thần toàn các cầu thủ tụ họp chung một khung hình. Quang Hải bỗng lọt thỏm giữa Bùi Tiến Dũng và Đoàn Văn Hậu. Các cầu thủ vui chơi, tươi tắn hết cỡ cùng cô dâu chú rể sau khi tiến hành xong thủ tục cưới và chụp ảnh kỷ niệm. Công Phượng và hội bạn sẽ quẩy hết mức trong cuối tiệc. Công Phượng, Viên Minh dành cho nhau nụ hôn nồng thắm. Quân đoàn cầu thủ và dàn khách mời cùng góp mặt chung khung hình. Khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong lễ cưới chiều nay của Công Phượng và Viên Minh đã được hé lộ. Cô dâu chú rể dành cho nhau nụ hôn nồng thắm. Quân đoàn cầu thủ và dàn khách mời cười tươi rói chung khung hình trong ngày vui của cặp đôi. Công Phượng nói lời thề hẹn với Viên Minh. Chủ hôn tiết lộ điều bất ngờ về cô dâu. Công Phượng nói lời thề hẹn với Viên Minh tại hôn lễ. Anh cảm ơn em. Thời gian qua hai ta đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ cho chúng ta. Ngay sau đó, chủ hôn Nguyễn Phong Hồng Duy liền bật mí điều bất ngờ về cô dâu Viên Minh. Cô dâu của chúng ta là người mê trai, đầu thai cũng không hết. Công Phượng, Viên Minh không giấu được niềm hạnh phúc, liên tục là nụ cười tươi trong đám cưới. Hồng Duy đã dí dỏm tiết lộ cô dâu là người mê trai, đầu thai cũng không hết. Công Phượng lông váy cho Viên Minh cực tình tứ, chăm vợ nhất. Khoảnh khắc cực lãng mạn chiều nay tại đám cưới của Công Phượng và Viên Minh tại Phú Quốc. Cô dâu chú rể đã lên đường. Chủ hôn là Nguyễn Phong Hồng Duy. Công Phượng và Viên Minh nắm tay nhau lên lễ đường. Chủ hôn là Nguyễn Phong Hồng Duy. Chủ hôn cho biết các hoạt động giải trí trong hôn lễ tối nay sẽ bao gồm hát karaoke, nhảy banh nóc và uống rượu. Trong hôn lễ, Công Phượng và Viên Minh được MC dành câu hỏi. Viên Minh và Công Phượng trải qua nhiều thử thách thăng trầm. Cả hai đặc biệt quan tâm đến buổi tiệc này như thế nào? Xúc động khoảnh khắc cô dâu Viên Minh và chú rể Công Phượng bước lên lễ đường. Nguyễn Phong Hồng Duy là chủ hôn trong đám cưới của Công Phượng và Viên Minh. Hoàng hôn buông xuống trên bãi biển Phú Quốc, dàn khách mời tiến vào hàng ghế. Đồ ăn đã được đưa lên sẵn sàng tiếp đãi khách mời. Khách sạn đã chuyển đồ ăn trong tiệc cưới của Công Phượng từ bếp ra bãi biển. Theo những hình ảnh được ghi nhận, có thể thấy các món trong tiệc cưới hôm nay khá cầu kỳ với sự chuẩn bị trang trí rất kỹ lưỡng. Một đội quân đầu bếp đang cùng nhau vận chuyển và sắp xếp các món ăn ra khu vực tổ chức lễ cưới. Chú rể xuất hiện rạng rỡ, Bùi Tiến Dũng lồi bần bật giữa dàn cầu thủ. Chú rể Công Phượng lộ diện cực bảnh bao. Bùi Tiến Dũng lồi bần bật giữa dàn cầu thủ bởi chiều cao và vẻ ngoài rất phong độ. Dàn khách mời đồng loạt diện nguyên cây trắng trước giờ gờ hôn lễ. Và chiều ngày 18 tháng 11, dàn khách mời đồng loạt diện nguyên cây trắng chuẩn bị có mặt tại siêu đám cưới trên biển của Công Phượng và Viên Minh. Công Phượng chu đáo chuẩn bị thư gửi khách mời tại phòng. Nội dung bức thư như sau: chân thành cảm ơn từ sâu trong trái tim, chúng tôi rất cảm ơn bạn vì đã đến Phú Quốc để chung vui cùng chúng tôi. Chúng tôi mãi trân trọng tình cảm, sự ủng hộ, động viên và tiếng cười của bạn. Bạn chính là mảnh ghép không thể thiếu trong bữa tiệc của chúng tôi. Bạn đã giúp chúng tôi được như ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tri ân mãi điều này. Hãy tận hưởng buổi tối hôm nay nhé. Đây là món quà nho nhỏ chúng tôi đã chuẩn bị dành tặng cho bạn, Công Phượng và Viên Minh.
Bùi Tiến Dũng cùng các cầu thủ diện vest trắng bành bao xuất hiện trước giờ G hôn lễ. Không gian tiệc cưới sẵn sàng, cô dâu chú rể chuẩn bị đón khách mời. Được biết, ekip của Công Phượng và Viên Minh đã dành một ngày một đêm để sắp xếp không gian siêu lung linh tại bờ biển. Đây sẽ là lời chứng kiến hạnh phúc của tân nàng và tân nương và màn quẩy tới bến của dàn khách mời vào tối ngày 18 tháng 11. Không gian tiệc cưới của Công Phượng và Viên Minh phải mất 2 ngày để hoàn thành. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.